Xin chào toàn thể cô chú chị em trở lại với kênh YouTube của Xe Đẹp 8, em là Trọng Xe Đẹp đây. Thì mấy hôm vừa rồi khách hàng vẫn đến ủng hộ em rất là nhiều. Ngày hôm qua thì anh Lộc ở Bắc Giang thì đã cũng sang ủng hộ em một chiếc Onim 350 New đã 2018 rồi, biển 89 rồi. Thì tiếp tục sẽ là những chương trình chia sẻ báo giá, lô không báo giá cho anh em rồi. Hôm nay lên cho các bác loạt xe giải Kia các bác nhé, Kia cũng như Olin. Ngày hôm qua thì đã em nọ cũng đã vừa bán một loạt như là K2700 đã 21 em bán rồi này, K2700 đã 208 này, Onim 350 New bán rồi này, những cái mẫu xe, một số những cái mẫu xe Kia K3000, K165 một chiếc đã bán rất là nhiều. Đấy, hôm nay em sẽ báo giá tổng hợp những cái mẫu xe hiện tại đang còn từ giờ đến cuối năm nhá, vẫn còn những chương trình ưu đãi với cái mức giá cực kỳ tốt. Những cái mẫu xe dòng xe Kia, trước tiên là những cái mẫu xe K165 trước đây. Trước mặt toàn thể cô chú anh chị em đây là một mẫu xe biển số 21C02730. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K165 đời 2015, tải trọng là 2,4 tấn. Hiện tại thì đời 2015 em đang còn rất là nhiều, khoảng tầm 4-5 mẫu. Màu xanh dương thì có mẫu này, ngoài ra cũng còn thêm khoảng tầm 4 mẫu nữa. Còn thêm 4 mẫu nữa màu xanh bộ đội các bạn nhé, 4 mẫu nữa màu xanh bộ đội. Đấy, và đây em chia sẻ cùng cái mức giá là 295 triệu đồng nhé. Cùng cái mức giá là 295 triệu đồng đấy. Mức giá tất nhiên là vẫn còn thương lượng, và thời điểm này là thời điểm để mà sở hữu xe với cái mức giá tốt nhất các bác nhá. Để sở hữu xe với mức giá tốt nhất 295 triệu, tải là 2,4 tấn, đầy đủ điều hòa, lót sàn rồi. Và em đã có hình ảnh rất là chi tiết cho mẫu xe tải này rồi. Anh chị em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể là nhấc máy gọi điện cho em ngay qua số hotline được ghi trên màn hình các bác nhá. Kia K65 đời 2015 tải 2,4 tấn với cái mức giá là 295 triệu đồng nhá. 295 triệu đồng đó. Kế bên chúng ta sẽ cùng đến với cả một mẫu xe dòng xe Kia K140 đời 2014. Hiện tại thì đối với dòng xe Kia K140 đời 2014 thì em đang còn 4 mẫu nhá. Đang có 4 mẫu. Ngày hôm qua thì trên kênh fanpage Facebook là Trọng Xe Đẹp cũng như là kênh fanpage Facebook là Đạt 88 thì em đã có chia sẻ về hình ảnh của một cái mẫu xe biển 89. Xe đẹp mới về rồi, anh chị em có thể theo dõi lại trên đó. Đấy. Và đối với những cái mẫu xe K140 này thì đang có những cái mức giá khác nhau. Mẫu xe biển số 88C05196, mẫu xe này thì đang có cái mức giá là 260 triệu các bác nhá. 260 triệu đồng cho mẫu xe này. Đấy, đầy đủ điều hòa và lót sàn rồi. Em cũng đã có hình ảnh rất là chi tiết và cụ thể cho những mẫu xe này rồi. Xe thì cam kết cho chị em là không đụng có chạm gì các bác nhá. Không đụng có chạm. 260 triệu đồng cho mẫu xe này Kia K140 2014 các bác nhá. Đó. Kế bên thì là một cái mẫu xe K140 đây. 21C01907. Đây cũng là một cái mẫu xe Kia K140 là 2014. Và hiện tại cái mẫu xe tải này thì đang em chia sẻ cũng như là báo giá với cái mức giá là 260 nhá. Cũng là 260 luôn. Đó, cạnh bên cũng vậy, cạnh bên là một cái mẫu xe biển số 29 cũng là 260 triệu nhá. Cũng là 260 triệu. Và hiện tại thì những cái mẫu xe này thì đã có hình ảnh chi tiết và video quay rất là cụ thể rồi. Thì các bác mà quan tâm đến vào những cái mẫu xe này thì có thể là nhắn tin trực tiếp và kết nối trực tiếp với em để có cái thông tin, hình ảnh cũng như là tư vấn kỹ càng hơn và mức giá hợp lý nhất các bác nhá. Đó, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả một số cái mẫu xe ở phía ngoài này nữa đây. Ngoài đây chúng ta có thể thấy một số cái mẫu xe dòng xe Kia K140, K165. Đây, trong đây có một cái mẫu xe thùng kín này. Đây là một mẫu xe thùng kín Kia K140 đời 2014 và có cái mức giá cực kỳ ưu đãi và hợp lý trong thời điểm này. Với cái mẫu xe thùng kín này thì nó đang có cái tải là 1,4 tấn đủ nhá. Kia K140 đời 2014 tải là 1,4 tấn đủ thùng kín. Ở đây đủ điều hòa rồi và mức giá đang được em chia sẻ cho mẫu xe tải này với mức giá là 235 triệu đồng các bác nhá. 235 triệu đồng cho mẫu xe này. Hơn 200 triệu tí là sở hữu được một cái mẫu xe tải thùng kín sẵn dùng như thế này. Đấy, đã có hình ảnh chi tiết rất chi tiết về mẫu xe này rồi. Các bác có thể theo dõi lại nhá. Đó. Kia K140 là 2014. Tải là 1,4 tấn đủ, thùng dài lo lòng là 3,5 m, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn. Mức giá đang được đầy đủ điều hòa thôi. Đăng kiểm còn tới tháng 6 năm 2023 nhé. Đăng kiểm tới tháng 6 năm 2023. Và cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 235 triệu các bác nhé. 235 triệu đồng cho mẫu xe tải này. Đó. Ok.
Tiếp tới là một cái mẫu xe dòng xe Kia K125 đời 2015. Đây cũng là một cái mẫu xe mới về các bác nhá. Đây cũng là một mẫu xe mới về. Tải trọng là 1 tấn 25 đủ. Dòng xe tải là chạy sử dụng thùng treo một chuột nhún nhá. Kia K125. Cái tên cái trước đấy thì nó có cái dòng xe cùng dòng với dòng này, đó là dòng xe Kia K2700. Dòng xe hạ tải các bác nhá. Đây thì là dòng xe đủ tải 1 tấn 25 đủ đây. Với cái mẫu xe tải này thì em đang chia sẻ và báo giá với cái mức giá là 245 triệu nhá. 245 triệu đồng. Hiện tại thì đối với dòng xe Kia K125 thì em đang có những mẫu là 2014, 15 và 14 và 15. Đang còn hai mẫu 14 và 15. Ngoài ra thì em sẽ đang về thêm một cái mẫu, đó là một mẫu xe dòng xe Kia K190 và em sẽ cập nhật cho các bác sau các bác nhé. Cập nhật cho các bác sau. Đó, ok. Ở ngay phía sau đây thì ngay phía sau này thì cũng còn rất là nhiều những cái mẫu xe K3000 nữa đây, nhưng cái không gian nó hơi bị hẹp. Trong này có cả màu xanh, màu trắng đủ cả nhá. Trong này có những một số cái mẫu xe K3000 đây, 2009 này. Đây, mẫu này là mẫu đời 2009 đây. K3000 2009 đây, mẫu này. Đấy, mẫu xe biển số Hà Nội này. 29C45964 nhá. K3000 đời 2009 này. Đấy. Thêm cái mẫu. Hiện tại thì đối với dòng xe đời K3000 đời 2009 thì hiện tại em đang còn 3 mẫu K3000 đời 2009 và cái mức giá là 195 triệu đồng. Mức giá còn thương lượng nhá. Mức giá vẫn còn thương lượng với mức giá là 195 triệu. Đấy, anh chị em quan tâm thì nhanh tay kết nối với em. Đó. Ngoài ra thì có thêm một trắng thì có mẫu này. Còn duy nhất một mẫu màu trắng K3000 này thôi. K3000 đời 2011 biển số Thái Nguyên 20C15477. Và đối với cái mẫu xe này thì em đang báo giá với cái mức giá là 215 triệu đồng nhé. 215 triệu đồng cho cái mẫu xe Kia K3000 đời 2011 này. Đấy. Trong kia thì có thêm một vài cái mẫu xe nữa cho anh chị em tham khảo. Đấy, nhưng cái không gian hơi bị hẹp nên các bác thông cảm. Có thể gọi điện trực tiếp cho em, em sẽ tư vấn kỹ càng hơn nhé. Ok. Ra phía ngoài này đây thì đây các bạn thấy đây, còn rất là nhiều những mẫu xe, từ những dòng xe Olin này, dòng xe Kia K125 đây, Kia K250 đời 2000, Kia K250 đời 2021 các bác nhá. Xe đi được hơn 2 vạn. Đầy đủ điều hòa. Sàn vẫn là sàn nguyên bản, thùng mở 5 vách, 5 bừng. Đăng kiểm dài với tải là 2 tấn 49, dòng xe máy điện nguyên bản từ sơn si, máy móc gầm bệ, cam kết xe không đụng vào chạm. Mức giá đang được em chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 425 triệu nhé. 425 triệu đồng cho mẫu xe tải này. Anh chị em mà quan tâm về một cái mẫu xe dòng xe máy điện này thì kết nối với em ngay. Và em đã có hình ảnh rất là chi tiết cụ thể cho mẫu xe tải này rồi, các bác có thể theo dõi lại trên các cái fanpage các bác nhé. Đó, ok. Tiếp tới đây rất là nhiều dòng xe Olin, em sẽ có video dành riêng cho những cái mẫu xe dòng xe Olin này các bác nhá. Sẽ có những cái video riêng luôn. À thôi thì em sẽ bật tranh thủ thôi vào ra tổng hợp luôn đi nha. Olin 700 đời 2021 tải là 3 tấn 49, với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 375 triệu nhé. 375 triệu đồng cho mẫu xe tải này Olin 700 đời 2021 tải là 3 tấn 49, thùng dàn lòng là 4m35. Đấy. Tiếp theo đây là một cái mẫu xe hồ sơ cầm tay rồi. Olin 700 đời 2022, cái mức giá đang em chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 385 triệu nhé. 385 triệu đồng. Mức giá cực kỳ ưu đãi trong thời điểm này. Mức giá bình thường mới báo là mức giá 395 cơ. Đấy, nhưng trong cái những ngày cận Tết này sẽ để cái mức giá hợp lý hơn rất là nhiều so với cái thời điểm trước. Đấy. 385 triệu đồng các bác nhá. Mức giá là 385 triệu đồng cho mẫu xe tải này. Đó, ok. Cũng là 349 luôn. Đó. Tiếp theo sau đây thì là một số những cái mẫu xe dòng xe. Đây, dòng xe máy cơ giá tải 3 tấn 49 thì có mẫu này. Olin 350 đời 2017 tải là 3 tấn 49, thùng dài lọt lòng là 3m7. Và cái mẫu xe tải này thì đang có cái mức giá là 265 triệu nhá. Đang chia sẻ với mức giá là 265 triệu đồng. Anh chị em mà quan tâm kết nối với em. Đã có hình ảnh chi tiết rồi. Các bác muốn xem về mẫu xe nào có thể là chụp lại trên các màn hình xong gửi cho em tin nhắn qua Zalo hoặc là Facebook, hoặc fanpage Facebook. Em sẽ tư vấn chi tiết và mức giá hợp lý nhất cho các bác nhé. Đó.
Em xin được báo giá lại mẫu xe tải này. Olim 350 là 2017, tải là 3 tấn 49, thùng giọt lọt lòng là 3m7, với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này với mức giá là 265 triệu các bác nhé, 265 triệu đồng đó. Tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái mẫu xe dòng xe Kia K15. Đối đầu nhau đây là hai mẫu xe, một mẫu là 2016 và một mẫu là 2017 nhé. Mẫu xe biển số 18C08354. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K15 là 2017 các bác nhé. Là 2017. Và cái mức giá đang em chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 345 triệu nhé. 345 triệu đồng cho mẫu xe tải này. Đấy, đầy đủ điều hòa rồi, lót sàn rồi các bác nhá, xe sẵn dùng, sơn vẫn còn zin. Đấy, sơn vẫn còn zin. Tổng thành xe đây, nội thất ghế bọc da, trần đỉnh nguyên bản, tải 2 tấn 4, thùng da lòng là 3,5 mét. Xe sẵn dùng, dòng xe máy cơ, với mức giá là 345 triệu đồng. Và thời điểm này sẽ có cái mức giá còn tốt hơn nữa cho anh chị em khi mà gọi điện trực tiếp qua cho em các bác nhá. Đó, ok. Ngay kế tới là một cái mẫu xe Kia K15 đời 2016 các bác nhé. Kia K15 đời 2016, tải của mẫu xe tải này là cũng là 2 tấn 4. Và video chi tiết em đã chia sẻ cho mẫu xe tải này rồi. Và mức giá là 315 triệu nhé, 315 triệu đồng. Và bao rút hồ sơ cho các bác nhé, bao rút hồ sơ cho các bác luôn. Đấy, 315 triệu đồng. Đó, ok. Tiếp tới chúng ta cùng đến với những cái mẫu xe tải nhỏ. 29C86035. Đây là một cái mẫu xe dòng xe Taco Oli 800. Tải của nó là 9 tạ là 2017. Và hiện tại thì mẫu xe tải này đang em báo giá với cái mức giá là 125 triệu đồng các bác nhé. 125 triệu đồng. Đấy, anh chị em quan tâm thì kết nối với em ngay. 125 triệu cho cái mẫu xe Taco Towner 800, tải là 8 tạ đời 2017 các bác nhá. Đó, thấp hơn một chút thì chúng ta cùng đến với cả một cái mẫu xe, đó là mẫu xe Olim 750A đời 2016. Tải của mẫu xe tải này thì là 650 kg nhá, tải là 650 cân. Đấy, và cái mức giá đang được em chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 110 triệu các bác nhá, 110 triệu đồng. Ok, tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phía trong ngoài đây. Phía trong ngoài đây chúng ta cùng đến với cả một loạt những cái mẫu xe K15 ở đây. Đây cũng là một mẫu xe dòng xe K15 đời 2015 này. Và cái mức giá cũng đang được em chia sẻ với cái mức giá là 295 triệu nhé, 295 triệu đồng. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cùng đến với cả thêm một số cái mẫu xe K3000. K3000 thì hiện tại em đang có những mẫu đời 2007 cho tới đời 2013-14 các bác nhé. 29C06626, đây là một mẫu xe K3000 đời 2011. Tải trọng là 1 tấn 4 hạ tải, xuống còn 1 tấn 2, đầy đủ điều hòa, lót sàn. Mức giá đang được em chia sẻ cho mẫu xe tải đời 2011 này với cái mức giá là 215 triệu các bác nhé, 215 triệu đồng cho mẫu xe tải này các bác nhé. Đó, 215 triệu, đó. Tiếp tới là một cái mẫu xe dòng xe Kia K190 thùng kín. Kia K190 thùng kín, tải là 1 tấn 9, đầy đủ điều hòa rồi. Và cái mức giá đang được em chia sẻ cho mẫu xe thùng kín này với cái mức giá là 255 triệu các bác nhé, 255 triệu đồng cho mẫu xe thùng kín này. Đấy, các bác mà quan tâm thì kết nối với em ngay nhé, 255 triệu đồng cho mẫu xe biển số 99C13752. Đây, thùng kín các bác nhé, tải là 1 tấn 9. Hiện tại thì thùng kín thì em đang có cả thùng bạc, cả thùng kín. Sẽ lên sóng cho bác một cái mẫu xe thùng kín, sẽ lên sóng cho bác một cái mẫu xe thùng bạc mới về nhanh thôi nhé. Đó, ok. Tiếp tới là những cái mẫu xe dòng xe Kia K15, nói chung là 2015 thì hiện tại đang có rất là nhiều. Đấy, các bác quan tâm mẫu nào thì kết nối với em gửi mẫu đó nhé. Đây, Kia K3000 đã 2011, mức giá là 215 triệu đồng nhé, 215 triệu đồng. Đấy, mẫu xe này cũng vừa mới về xong. 215 triệu đồng cho mẫu xe tải này, trang bị đầy đủ điều hòa, sàn xiếc ok hết rồi, xe sẵn dùng các bác nhé, một mẫu xe sẵn dùng luôn. Đó, K3000 đã 2011. Đó, đã có video chi tiết mẫu xe tải này rồi, hình ảnh chi tiết có rồi nhé. Đó, ok. Và phía bên trong đây còn rất là nhiều mẫu xe đây. K2700 đã 2013 này. Và hiện tại cái mẫu xe đời 23 này em đang báo giá với mức giá là 205 triệu nhé, 205 triệu đồng cho mẫu xe tải này. Đó, ok.
Kế tới, Kia K3000 đã 2009, biển số 34C21464, đã 209. Và mức giá đang được em chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 195 triệu đồng các bác nhá. 195 triệu đồng cho mẫu xe biển số 34C21464 Kia K3000 đã 2009 các bác nhá. Đó, ok. Tiếp tới thì là những cái mẫu xe tải là 1 tấn 25. Đủ đây. Kia K125 đã 2014 thùng lừng. Hiện tại cái mẫu xe thùng lừng này thì em được em báo giá và chia sẻ với cái mức giá là 235 triệu nhá. 235 triệu đồng. Anh chị em quan tâm mẫu xe này, kêu được em. Ok. Đây còn ngoài ra còn rất là nhiều cái mẫu xe này. Rất là nhiều những cái mẫu xe nữa, Kia K125 này, Kia K165, rất là nhiều xe đây. Đấy. Thì vừa rồi đó là một cái video chia sẻ rất là nhanh những cái mẫu xe dòng xe Kia, dòng xe Olin. Anh chị em mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe tải nào thì có thể trực tiếp kết nối với em sẽ tư vấn hoàn toàn là chi tiết và miễn phí. Đây, rất là nhiều cái mẫu xe Olin đây, em sẽ có video chia sẻ dòng Olin sau các bác nhá. Kia cũng còn rất là nhiều. Đó. Ok. Và vừa rồi là một video chia sẻ báo giá nhanh thôi những cái mẫu xe dòng xe Kia. Anh chị em mà đang quan tâm đến mẫu xe tải nào thì vui lòng nhấc máy gọi điện cho em ngay qua số hotline là 0975 180 77 và 0981 188 765. Cảm ơn và hẹn gặp lại các chú chị em ở những video chia sẻ báo giá chi tiết dòng xe Kia Olin ở video lần sau.